Dạ, tài liệu của chị đây ạ. Nhí này, bạn nhân viên mới thế nào rồi em? Em không biết là có quen biết gì với sếp không. Thế nhưng mà em nói thật, bạn ấy làm không được việc đâu sếp ạ. Với cả còn có cái tính hay đi nói xấu mọi người nữa. Thôi, em đi làm việc của mình đi. Có ai thấy tập tài liệu của tôi trên bàn không? Sắp ghi báo cáo gì đấy à? Tôi thấy là ghi tận năm 2019. Tôi tưởng là tài liệu cũ. Đem đi lót mì rồi, mới cả vừa nãy đổ hết nước mì ra tôi lại vứt vào sọt rác rồi. Đó là tài liệu tôi viết bản dự thảo để gửi khách hàng chiều nay đấy. Thì cô chạy ra sọt rác mà tìm đi. Chị, cô ta đã tự ý ném đồ của em. Tôi đã nói là tôi tưởng tài liệu cũ rồi cơ mà. Tài liệu cũ thì em cũng không được đụng vào, đấy là đồ của người khác. Em mà còn làm việc kiểu này nữa thì chị sẽ không để mặt em là con gái của bạn mẹ chị nữa đâu. Chị ơi, em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ thay đổi ạ. Lần sau mà còn thế này thì tự động dọn đồ ra khỏi công ty nghe chưa? Vâng. Làm việc đi. Em cầm thẻ này đi ủng hộ phòng chống dịch dưới tên của công ty nhá. Số tiền cụ thể thì bên kế toán sẽ báo với em. Từ thiện gì chứ, lấy một ít thì chắc không ai biết đâu. Dù sao đợt dịch này cũng thiếu gì người từ thiện. Wow, túi đẹp thế. Hàng limited đấy. Thế này là thế nào? Chị bảo em cầm tiền đi làm từ thiện, vậy mà em lại ăn chặn tiền à? Chắc là kế toán nhầm hay sao ấy ạ. Giấy tờ rõ ràng như thế này mà em còn định chối cãi à? Dịch bệnh công ty mình cũng không khá khẩm gì, nhưng mà vẫn cố gắng ủng hộ tiền để phòng chống dịch. Còn em lại làm ra những cái trò này à? Đừng nói cái túi này là bà lấy tiền từ thiện để mua ra. Em vì lợi ích cá nhân mà lại làm như thế. Em có biết ở ngoài kia có biết bao nhiêu bác sĩ, y tá đang rất vất vả để phòng chống dịch không? Sao em lại làm ra những cái việc thiếu suy nghĩ thế? Chị ơi, chị tha lỗi cho em lần này thôi ạ. Bây giờ em đã biết thì muộn rồi. Từ ngày mai em không cần phải đi làm nữa. Chị ơi, chị. Bạn cũ này. Chào. Đến đây làm gì đấy? Tớ đến đây phỏng vấn. Phỏng vấn á? Phỏng vấn bộ phận nào? Tớ phỏng vấn ở bộ phận quản lý. Còn cậu? Cùng bộ phận với tớ luôn. Tớ khuyên cậu ấy nên đi về đi. Bởi vì người phỏng vấn hôm nay lại là chị dâu tớ. Thì sao? Cạnh tranh công bằng mà. Thế cậu bị ngu à? Chị tớ là chủ tịch của công ty này, đương nhiên phải chọn tớ, chả nhẽ lại chọn cậu. Đây là công ty nổi tiếng, là chuyên nghiệp. Tớ không tin mọi người vào đây nhiều bằng mối quan hệ. Thế thì cậu lại không biết rồi. Chị tớ nhá, tuy là chủ tịch của công ty này, nhưng mà ở nhà lại nghe lời tớ với anh trai tớ răm rắp. Cậu cứ thử xem, lúc ấy thì lại trách tớ không nói trước. Em có thể nói cho chị biết kinh nghiệm làm việc của em không? Chưa kinh nghiệm, mới tốt nghiệp. Chị biết rồi còn hỏi. Phỏng vấn nhanh lên tôi còn về. Chị yêu cầu em nghiêm túc, đây là công việc. Còn tôi là em chồng của chị đấy. Chị không nhận tôi vào làm thì chị ăn nói thế nào với mẹ với anh trai của tôi? Đã có kết quả tuyển dụng, người được chọn là bạn Giang. Cảm ơn chị. Cái gì? Tôi là em chồng của chị đấy. Chị làm như thế rồi chị nói chuyện sao với anh với mẹ tôi? Đây là công ty, không phải là ở nhà. Chị cần người làm được việc, chứ không phải là người kiêu ngạo và xem thường người khác. Rồi chị sẽ phải hối hận đấy. Chị không việc gì phải hối hận cả, bởi vì việc chị làm là đúng và chị không sợ điều gì hết. Chào mọi người, đây là bạn Giang, nhân viên mới ở công ty mình. Mọi người chỉ bảo thêm cho bạn ấy nhé. Em ngồi xuống đây cạnh Như Ý đi. Dạ vâng ạ. Nhân viên mới à? Dạ. Em chào chị. Em mới vào có gì chị chỉ bảo em ạ. Đi lấy hộ chị công đấy. Dạ vâng. À chị bảo này, mang rác ở tất cả các phòng, mang đi đổ đi nhá. Dạ vâng ạ.
mang đống tài liệu này xuống dưới nhà photo cho tôi 7 bản nhá. Sau đấy mang vào phòng họp, tiện thể xuống dưới nhà lấy hàng ship cho tôi nhá. Ừ, nhưng mà em đang bận viết báo cáo ạ. Thế bây giờ cô vào đây làm công hay làm chủ mà biện lý do ở đây hả? Mấy bản báo cáo của cô quan trọng hơn cuộc họp cấp cao à? Nhân viên mới nói thì làm đi, nhiều lời. Dạ vâng ạ. Này, tiện xuống dưới nhà lấy hàng ấy thì mua hộ tôi cốc cà phê nhá. Tí lên tôi trả tiền sau. Vâng ạ. Của chị đi ạ. Sao đang trong giờ làm việc, em lại ra ngoài mua đồ cá nhân đấy. Dạ, đấy em đã bảo rồi chị ạ. Em đã cản rồi, bảo thôi trong giờ làm việc thì đừng có ra ngoài mua. Nhưng mà có nghe đâu chị, cứ nằng nặc đòi đi ấy. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối nhá. Dạ, em biết rồi ạ. Làm xong nộp cái bản tổng hợp cho chị. Dạ. Rõ là chị nhờ em mua mà, sao chị lại nói thế với chị Trang? Bây giờ cô lại quay ra trách tôi à? Tôi có ép cô đâu. Cô không mua được thì cô từ chối đi. Chị... Thế ổn ào quá. Làm việc đi. À này, cái tiền cà phê ấy, mai tôi trả nhá. Hôm nay mình nhớ là quên không mang ví. Cảm ơn nhá. Em thấy nhân viên mới làm việc thế nào? Chẳng làm được việc đâu chị ạ. Bạn ấy chả biết cái gì cả. Em chỉ bảo cho thì mặt cứ vênh lên. Trong giờ thì chẳng chịu làm việc gì cả, làm ảnh hưởng đến cả em sếp ạ. Thôi được rồi, em về bảo bạn ấy đưa báo cáo cho chị nhé. Dạ, chào sếp ạ. Chị bảo em nộp báo cáo cho chị, mà sao bây giờ gần hết ngày rồi em vẫn chưa nộp? Dạ, chị nói khi nào ạ? Chị bảo Như Ý vào nói với em nộp báo cáo luôn cho chị mà. Em không nghe thấy ai nói gì cả. Như Ý, dạ, chị bảo em bảo Giang nộp báo cáo cho chị cơ mà. Em có nói rồi ạ. Thật sự em chưa nghe thấy chị nói gì cả. Này nhá, mày đừng có điêu nhá. Tao nói rồi mày không nghe thì thôi chứ. Em nói với bạn ấy khi nào? Dạ, em... Nhân viên mới mà em bắt nạt bạn ấy như thế à? Em đã không giúp đỡ chị bảo thì thôi. Tháng này em bị cắt nửa lương, cắt luôn cả thưởng nữa. Chị ơi, em biết lỗi rồi ạ. Cô Trang, tôi làm việc ở đây cũng rất là lâu rồi. Tại sao trong danh sách những người lên chức vừa rồi ấy lại không có tên tôi? Thái độ của anh như này là sao? Tôi là chủ tịch, còn anh chỉ là trưởng phòng thôi đấy. Năng lực của tôi ấy, ngang với giám đốc đấy. Chỉ cần anh hoàn thành báo cáo trong 3 ngày, tôi sẽ thăng chức theo như nguyện vọng của anh. Này, cô chơi tôi đúng không? Báo cáo khó như này ấy, thì làm sao mà hoàn thành trong vòng 3 ngày được? Đây là báo cáo tôi đã giao cho nhân viên trong phòng của anh, và họ hoàn thành chỉ trong vòng 1 ngày. Không thể nào có chuyện đấy. Anh nói chuyện với cấp trên bằng thái độ coi thường. Mặc dù tôi ít tuổi, nhưng mà tôi vẫn là chủ tịch. Cho tôi xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận một người như anh làm việc ở trong công ty của tôi. Anh chính thức bị sa thải. Cho tôi giải thích được không? Mời anh ra khỏi đây. Thật dễ dàng để coi thường những thứ bạn không có được. Một số người khi không có được thứ gì đó nên nói thứ đó không ra gì. Thực tế chỉ vì khả năng của bản thân có giới hạn, không thể có được đành lấy cớ tự lừa dối mình để biện minh. Thôi cô, con tôi nó nằm ở bệnh viện, tôi đang cần một số tiền, cô giúp tôi cứu con tôi với ạ. Làm sao mà tôi biết là câu chuyện bà kể thật hay giả? Sao em lại nói chuyện với người lớn như thế? Con của cô bị đau thế nào ạ? Con của tôi nó bị tai nạn, gãy cả chân cả tay, đang chưa nằm phẫu thuật cô ạ. Cô cần bao nhiêu tiền để phẫu thuật ạ? Khoảng 30 triệu cô ạ. Trong này có hơn 30 triệu, cô cầm lấy đi. Chị đừng đưa cho bà ta, bị lừa đấy. Cô cứ cầm lấy đi. Tôi cảm ơn cô ạ. Chị ơi, bán xin từ lần trước đã bị công an bắt rồi đấy. Không có đứa bé nào bị tai nạn cả. Có đúng là không có đứa nhỏ nào bị tai nạn không? Thông tin của bà ta có trong đây này. Vậy thì là tin tốt. Sao lại tốt ạ? Không có đứa nhỏ nào bị tai nạn, tiền mất thì có thể kiếm lại được, còn sinh mạng thì không. Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ ra sao với nó. Không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào.